Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, đây chính là cái nhóm lừa đảo đã bán 40 phụ nữ và trẻ em qua biên giới vừa bị mới phát hiện. Thì nhà chức trách đã xác định Chớ và 6 đồng phạm đã thực hiện trót lọt 29 vụ lừa bán 41 phụ nữ và trẻ em sang bên Trung Quốc. Thì Sùng A Chớ đã giả danh công an, bộ đội biên phòng cùng các đồng phạm lừa bán được 41 phụ nữ và trẻ em sang bên kia Trung Quốc. Thì chuyên án được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xác lập điều tra từ tháng 5, giao nhiệm vụ cho công an của tỉnh Lào Cai để làm rõ. Thì đến ngày 11 tháng 9, công an tỉnh Lào Cai đã bắt Sùng A Chớ, 29 tuổi, trú ở bản Nậm Pon, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên, với cáo buộc là nghi can cầm đầu. 6 người liên quan khác cũng bị bắt để điều tra về hành vi mua bán người. Thì theo kết quả điều tra, từ tháng 5, nhóm của Chớ chuyên giả danh công an, bộ đội biên phòng lừa phụ nữ và trẻ em rằng họ có liên quan đến một vụ án hình sự nên yêu cầu cùng sang Lào Cai để làm việc. Dọc đường thì chúng đã lừa bán các nạn nhân sang Trung Quốc. Thì nhà chức trách phát hiện trong điện thoại di động của và iPad của Chớ thì có 29 ảnh chụp chứng minh thư nhân dân Việt Nam được chèn ảnh công an, bộ đội biên phòng Trung Quốc. Thì nhà chức trách cũng xác định Chớ và 6 đồng phạm đã thực hiện trót lọt 29 vụ và lừa bán được 41 phụ nữ và trẻ em sang bên kia biên giới. Thì như mọi người biết rằng thì sau khi mà các chuyên án đã phá được cái ổ nhóm này thì mọi người biết rằng thì cái hệ quả của nó cực kỳ to lớn. Vâng, chúng nhóm này của chúng đã giả danh là bộ đội biên phòng hoặc công an, sau đó thì đi đến nhà dân và nói rằng là gặp ai đó thì sẽ nói rằng là người này đang liên quan đến một cái vụ án hình sự và yêu cầu sang Lào Cai để được xử lý. Thì trên đường đi thì chúng đã lừa bán những người phụ nữ này sang bên phía Trung Quốc. Thì đây là một cái bài học cho rất là nhiều người. Sau khi những cái thông tin như thế này được cập nhật lên các trang mạng xã hội thì mình mong rằng đây là một cái bài học cho rất là nhiều người, và mong rằng mọi người hãy cảnh giác để tránh cái tình trạng là tiền mất và tật mang. Dũng rất là may mắn là sau một thời gian thì phía cơ quan chức năng họ đã bắt được. Nhưng mà thực tế thì chúng đã thực hiện được trót lọt tới 29 vụ. Thì như mọi người biết rằng thì cũng khá là nhiều rồi. Vâng, 29 vụ và lừa bán trót lọt đến tới hơn 40 phụ nữ và trẻ em như thế. Thì mong rằng là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay để làm gương với những kẻ khác. Và đối với những trường hợp như này thì theo rất nhiều người kiến nghị tốt nhất là cho tù chung thân, hoặc là một biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những trường hợp khác. Bởi vì sau khi bọn này mà ra tù thì chúng vẫn gần như là chứng nào tật đấy. Nó gây ra nỗi hoang mang trong dư luận, cũng như là nó gây ra cái nỗi đau cho rất là nhiều người trong cái xã hội hiện nay. Bởi vì mọi người biết rằng thì trong thời gian vừa qua ấy, chúng ta đã biết được rất nhiều các trường hợp mà các gia đình đã bị mất các con nhỏ liên quan đến cái nhóm tổ chức mà chuyên bắt cóc trẻ con để bán sang Trung Quốc. Thì đây là một cái việc cái nhức nhối, cái tệ nạn của xã hội trong suốt thời gian vừa qua mà đã gây ra rất nhiều những cái nỗi đau cho các gia đình. Thậm chí thì mọi người biết rằng thì rất nhiều các phụ nữ cũng đã có tuổi, và nhiều người có tuổi hoặc là những thanh niên đang trong tuổi ăn tuổi học nhưng cũng đã bị bọn chúng lừa một cách rất là ngọt ngào để đưa sang kia biên giới. Mà mọi người biết rằng đã đưa được sang phía bên kia của biên giới thì cái việc mà được trở về quê nhà là vô cùng khó khăn, bởi vì bọn này đã hoạt động với một cách thức phải nói rất là tinh vi. Khi mà đã được đưa sang bên kia phía cửa khẩu thì chắc chắn rằng chúng sẽ có người ở bên đó và sẽ đưa tất cả những người mà đã bị lừa sang bên kia biên giới đưa vào sâu trong nội địa. Thì cái việc mà những nạn nhân này để mà có thể trở về được quê nhà là cái việc rất là khó. Bởi vì trước tiên là tiếng không biết, hai là đường thì không. Nên cái việc là chỉ nhờ vào một cái ăn may, có người thì đã trốn được thoát về và họ cũng đã kể sau những cái ngày ở bên phía Trung Quốc thì nó cả một cái chắc rằng họ sẽ nhớ hết cả một đời. Và mình mong rằng thì đây là những cái bài học mà trong nước đó thì cơ quan chức năng thì họ cũng đưa ra rất là nhiều những cái trường hợp mà phụ nữ bị lừa thì rất là đa năng, rất là nhiều các kiểu. Họ thường lừa thì đa phần là mọi người thường là cái việc là thích việc nhàn và lương cao. Thì đây chính là cái tâm điểm mà chúng thường đánh vào những người phụ nữ về cái việc là sẽ hứa hẹn tạo điều kiện công ăn việc làm cho rất là nhiều người với cái việc là việc nhàn và lương cao. Thì đánh vào đúng cái lòng tham của nhiều người dẫn đến cái việc là rất là nhiều người phụ nữ phải trả cái giá cực kỳ đắt sau khi mà nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào của nhóm đối tượng chuyên giả danh công an rồi bộ đội để nhằm với mục đích là sẽ đi lừa những phụ nữ nhẹ dạ và cả tin. Thì đây là một cái bài học khá đắt giá trong thời gian mà một số người đã trốn được khỏi các nhà chứa, các nhà thổ, hay là một số người đã bị bán vào một số nhà dân để làm những người vợ của những người Trung Quốc. Thì thường theo khai nhận thì mọi người thấy rằng thì những người phụ nữ mà khi mới sang được bên kia phía biên giới thì thường bọn chúng hay bán vào các nhà thổ. Bởi vì lúc này thì các chị em còn có sức lợi dụng thì chúng sẽ bán vào các nhà thổ. Sau đó thì không khi mà trong các nhà thổ hết đát thì thường thì chúng sẽ đem bán lại cho những người đàn ông Trung Quốc để họ lấy về làm vợ. Và đã nhiều người sau một thời gian dài ở bên phía Trung Quốc thì họ không còn nhớ một cái gì ở Việt Nam nữa. Và nhiều người cho rằng thì đã bị nhóm người này cho dùng một cái loại sản phẩm gì đó mà mọi người sẽ quên đi quá khứ và chỉ biết gọi là làm và làm,
chỉ nhìn vào cái hiện tại thôi chứ không còn biết tương lai và quá khứ của mình như thế nào. Thì đây là một cái việc rất là nguy hiểm, bởi vì trong suốt thời gian vừa qua rất nhiều người sau khi trở về Việt Nam thì họ cũng được giải cứu và trở về thì họ không còn nhớ một cái gì cả, nhưng trong khi đó thì rất nhiều người may mắn thì họ cũng đã được giải thoát hoặc là họ có thể trốn thoát trong cái quãng thời gian mà họ ở bên đấy, thì họ cũng đã gặp được những người tốt và người ta giúp đỡ để cho được trở về Việt Nam, và họ đã để kể lại cái quãng đường mà họ phải di chuyển rồi tất cả trong thời gian trước họ đã phải nhận. Thì mình mong rằng thì mọi người hãy cảnh giác, nhất là những chị em phụ nữ, mà nhất là những khu vực có cái tệ nạn rất là nhiều như Nghệ An, Hà Tĩnh hay một số cái đường biên, thì đây là một cái việc phải rất là quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Mong rằng thì mọi người hãy chung tay chia sẻ những cái thông tin của cơ quan chức năng để mong rằng là tất cả mọi người sẽ tiếp cận được, để tránh cái tình trạng là phải bị bọn chúng lừa đưa sang bên kia biên giới. Bởi vì đối với những cái trường hợp mà ham ăn và lười làm thì chúng chỉ dình những cái việc như thế này thôi, việc nhàn và lương cao. Khi lừa được một người qua Trung Quốc thì mọi người biết rằng thì chúng sẽ nhận được rất là nhiều tiền, thì chính vì cái đồng tiền mà bất lợi bất chính này nên là chúng sẵn sàng có thể làm được bất cứ việc gì, có thể một lừa một lần vài ba người đấy, nhất là những chị em phụ nữ. Thì mình mong rằng là mọi người hãy cảnh giác, nhất là nhiều bây giờ hiện tại như bây giờ mọi người biết rằng thì rất nhiều những cái chiêu có thể lừa được. Và nhóm đối tượng này thì cũng đã lừa thông qua cái việc là chúng đã giả danh bộ đội và công an, sau đó thì yêu cầu cái người phụ nữ đó là phải đi sang Lào Cai để xử lý cái việc là liên quan đến cái vụ án hình sự. Trong khi đó thì chúng đã có một cái tổ chức từ trước sẽ lừa bán những người đó sang Trung Quốc. Thì mọi người biết rằng đây là một cách lừa phải nói rằng rất là nhẹ nhàng mà làm cho người đối tượng phía bên kia là gần như là hoang mang lo sợ, bởi vì chúng lợi dụng, thường lợi dụng những cái đồng bào ít người, ít qua lại, ít giao tiếp với bên ngoài, dẫn đến cái việc là sẽ bị bọn chúng dỗ ngon dỗ ngọt hoặc là bị chúng dọa. Thì đây là cái việc là mình nghĩ rằng là rất là buồn, bởi vì xã hội Việt Nam hiện nay thì rất là nhiều những cái đối tượng ham ăn và lười làm, những cái nhóm đối tượng này. Thì mọi người mong mọi người hãy cảnh giác và phát hiện ra đối những đối tượng như thế này thì mọi người hãy báo cơ quan chức năng để họ sẽ tiến hành xử lý. Còn đối những đối tượng như thế này thì rất là nhiều người dân cũng có kiến nghị là nên có những cái phản án mạnh tay nhất đối với những cái đối tượng này, bởi vì mọi người biết rằng thì sau những cái phi vụ mà lừa được những phụ nữ hay bắt cóc trẻ em bán đi sang Trung Quốc ấy, thì mọi người biết rằng cái hệ lụy của nó rất là to lớn, bởi vì nó để lại cái nỗi đau rất là đau cho gia đình những cái nhà nạn nhân này. Thì mọi người biết rằng thì rất là nhiều người cha đã mất con, nhiều người chồng đã mất vợ, mất mẹ, thậm chí cả những người có tuổi rồi chúng cũng không tha. Đấy, mọi người biết rằng rất là nhiều người có tuổi nhưng mà chúng cũng đã tổ chức để đưa cả những cái người có tuổi sang bên kia. Trước tiên là có thể là đưa vào một số cái nơi làm lụng vất vả, xong hai nữa không lợi dụng được nữa thì chúng có thể bán cho một số cái người Trung Quốc mà họ nghèo ấy, họ không có khả năng để lấy những người vợ đẹp, thì họ sau khi mà những cái người này không còn khả năng làm được nữa thì họ sẽ bán vào cho một số cái người Trung Quốc để họ lấy làm vợ. Thì đây là một cái hệ lụy của những cái con người mà nói rằng ham ăn lười làm, và mình mong rằng thì cơ quan chức năng cũng sẽ nên có những cái biện pháp xử lý mạnh tay đối với những cái trường hợp thế này để lấy mức răn đe cho người khác. Chứ không, mình thấy rằng thì trong suốt thời gian vừa qua chúng ta được chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương khi mà các gia đình ở nhà thì mất con, nhà thì mất vợ, thậm chí nhiều nhà còn mất cả mẹ. Thì như vậy thì đây là những cái vụ việc mà được phát hiện ra, mong rằng là cơ quan chức năng sẽ phát hiện ra nhiều những cái trường hợp như thế này nữa để giảm những cái tệ nạn như này xuống, để mong rằng là Việt Nam sẽ được thịnh vượng hơn. Còn đối với những trường hợp này thì mình mong rằng cơ quan chức năng hãy có những cái biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn để làm răn đe những người khác, bởi vì rất là nhiều các trường hợp mà các cháu nhỏ rồi thì rất nhiều các phụ nữ cũng được đăng tải lên các trang mạng xã hội để tìm, nhưng mà chúng ta biết rằng thì sau khi mà đã được đẩy sang bên phía Trung Quốc rồi thì mọi người đều tìm trong vô vọng. Và những ngày gần đây thì chúng ta cũng thấy một số trường hợp đã vẫn đăng tải đang tìm con, rồi tìm rất là tìm con, nhiều người còn có nhà nói rằng 17, 18 tuổi rồi mà cũng thấy mất tích không thấy về, hoặc là một số trường hợp các cháu bé 3, 4 tuổi. Thì mình mong rằng thì mọi người còn cháu nhỏ thì cũng nên trông giữ cho cẩn thận, và rất là những em mà mới lớn thì mọi người cũng nên cân nhắc cái việc là quan hệ trong xã hội để tránh cái tình trạng là sẽ bị đưa sang bên kia biên giới. Bởi vì đã đưa sang bên kia phía biên giới thì cái con đường mà trở về được quê nhà thì nói rằng là nó vô cùng gian nan và vất vả, nhiều người còn không có khả năng quay trở về, sang bên đấy thì sẽ bị bọn chúng dụ dỗ, thậm chí còn bị đánh đập nhằm với mục đích là sẽ phải phục vụ những cái mục đích của bọn chúng. Khi mà đã được đi sâu vào trong nội địa của Trung Quốc rồi thì cái việc mà để trở được về thì rất là khó khăn. Một là có thể gặp được những người tốt, hai nữa là phải chờ vào những cái đợt mà truy quét từ phía công an của Trung Quốc thì chúng ta mới có cơ hội được trở về. Và rất nhiều người đã được may mắn trong những đợt truy quét đó thì mọi người đã được trở về và kể lại những câu chuyện rùng rợn sau khi mà đã bị đẩy sang bên phía Trung Quốc. Thì đây có lẽ rằng là cái bài học cho rất là nhiều người, đừng nên nghe những cái gì mà chúng nói, đừng tin vào cái việc mà có ở đâu có cái việc việc nhàn và lương cao đâu mọi người ạ. Nên là mọi người hãy cân nhắc sau khi mà những cái vụ việc như thế này được phát giác và phát hiện bị bắt giữ thì mong rằng nó là một cái bài học cho những người sau, và mong rằng mọi người hãy chia sẻ những cái bài viết liên quan đến những cái vụ việc này để cho nhiều người có thể biết được hơn, để tránh
xảy ra những trường hợp đáng tiếc trong thời gian tới. Bởi vì lúc này thì rất là nhiều các đối tượng thì họ cũng đã lạm dụng vào cái việc là buôn bán trẻ em và phụ nữ để kiếm tiền bất chính. Bởi vì đây là một cái nguồn tiền rất là nhanh và rất là nhiều. Thế nên là mình mong rằng thì mọi người hãy cảnh giác. Nhà có con em thì mong mọi người hãy cân nhắc và nên nói với bọn chúng rằng là hãy tránh xa những đối tượng không tốt này ra. Đây là những thông tin mà mình đã cập nhật để cho mọi người được biết liên quan đến việc là vừa bắt được một cái nhóm đối tượng lên tới 7-8 người liên quan đến việc là bán đến hơn 40 phụ nữ và trẻ em qua bên kia phía biên giới. Thì chắc chắn lúc này thì bọn chúng sẽ phải nhận cái bản án thích đáng cho những cái việc làm của mình. Và có thông tin gì mới thì mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Và video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.